Vào 2 giờ tối nay ngày 23 tháng 6 sẽ diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Cộng hòa Séc. Sau màn trình diễn bị chỉ trích trước Scotland, tuyển Anh cần đứng dậy khẳng định sức mạnh của ứng cử viên vô địch bằng một chiến thắng trước hiện tượng Cộng hòa Séc. Hòa không đều Scotland trong thế trận bế tắc và ru ngủ người xem, tuyển Anh phải hứng chịu búa rìu từ dư luận, đặc biệt cách tiếp cận trận đấu quá thận trọng của huấn luyện viên Gareth Southgate. Ông thầy người Anh bị chỉ trích vì quá tin dùng Raheem Sterling hay Harry Kane, vốn thi đấu mờ nhạt trên hàng công. Trong khi đó, ở băng ghế dự bị vẫn còn nhiều nhân tố có thể gây đột biến. Tuy nhiên cũng phải nhìn nhận lại thực tế, Tam Sư đã thắng 7 trên 8 trận gần nhất. Rõ ràng họ không phải là đội bóng tồi khi sở hữu dàn binh lực hùng hậu. Southgate dường như muốn chuẩn bị kỹ càng cho các trận đánh lớn mà đội tuyển Anh sẽ phải đứng đầu phía trước, nên thường thiết lập một thế trận an toàn, chú trọng khâu phòng ngự từ xa. Sự thực dụng khiến việc phải đương đầu với Scotland phòng ngự lùi sâu trở nên khó khăn hơn. Cuộc đụng độ đêm nay với Cộng hòa Séc nhiều khả năng sẽ diễn ra đúng theo kịch bản. Cộng hòa Séc gây sốc tại Hampden Park khi đánh bại Scotland 2-0 trong ngày ra quân. Tiếp đó họ buộc Croatia phải chia điểm trong thế trận rượt đuổi. Chỉ cần giành thêm một điểm là Patrick Schick cùng các đồng đội sẽ chắc chắn giành vé vào vòng 1-8. Ở vòng loại, tuyển Anh từng vùi dập Cộng hòa Séc đến 5-0 tại Wembley. Tuy nhiên, kết quả trên khó lặp lại trong bối cảnh Tam Sư vẫn chưa vào guồng. Với 3 chiến thắng 1-0 trong 4 trận đấu gần nhất và giữ sạch lưới 7 trên 8 trận vừa qua, nhiều khả năng tuyển Anh sẽ đánh bại Cộng hòa Séc với tỷ số tối thiểu. Tỷ lệ châu Á, Anh chấp 3/4. Dự đoán, Anh thắng 1-0. Thông tin lực lượng, đội tuyển Anh: Harry Maguire có thể trở lại đội hình xuất phát sau khi bình phục chấn thương. Ben Chilwell và Mason Mount tạm thời cách ly sau khi tiếp xúc với Billy Gilmore của Scotland vừa dương tính với COVID-19. Bên phía Cộng hòa Séc, Patrick Schick bị chấn thương ở mặt ở trận gặp Croatia nhưng vẫn có thể ra sân ở lượt đấu cuối. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn.